Chào bạn, có bảo hiểm y tế như bạn là một điều khá tốt. Nhưng liệu đó có phải là lý do khiến bạn không tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa hay không? Thì chúng ta cùng nhau trao đổi để rồi bạn quyết định. Tôi đồng ý với bạn rằng bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ cho bạn các cái chi phí khi bạn nằm viện. Nhưng nó sẽ có những cái hạn chế như sau. Thứ nhất là bạn không được toàn quyền lựa chọn bệnh viện nào để mà khám và chữa bệnh cả. Thứ hai là mặc dù đã có những thay đổi, nhưng nếu như khám chữa bệnh trái tuyến, cấp tỉnh, cấp trung ương thì không thể được thanh toán 100% chi phí được. Với những bệnh tình hiểm nghèo, số tiền mà người bệnh tự trang trải là rất lớn. Thứ tư, các cái loại thuốc vật tư điều trị đều bị hạn chế. Và thứ năm, nếu điều trị bệnh mà không khỏi, người bệnh tử vong, bảo hiểm y tế sẽ không thể đền bù một cái số tiền lớn để mà thay thế thu nhập được. Còn bảo hiểm nhân thọ thì sao?